Hello, mình xin chào cả nhà mình nha. Có chuyện nữa rồi. Đây, mình đang chạy xe Honda đi nha cả nhà. Có chuyện rồi đó. Rồi mình sẽ làm một cái video để chia sẻ về nội dung rất là thú vị luôn cả nhà ha. Để mình quay cái máy lại cả nhà ha. Buồn nhất là ở đây á. Trong nhà ai cũng nói là em là con nuôi. Từ lúc mà ba em sống đến lúc ba em mất cũng chưa bao giờ nói ra cái câu chuyện là em là con nuôi hết. Chưa bao giờ từ cái từ con nuôi nó thốt ra trong miệng ba em. Những người này đợi ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Nếu như bây giờ muốn biết em là nuôi ruột, em mời chú Bảy đi xét nghiệm ADN với em. Em sẵn sàng làm chuyện đó. Rất là bùng nổ ở trên mọi trời. Còn đây nè. Chào em. Con bé này nè là con của ông Võ Thành Nhiêu, tức là ông nghệ sĩ Tiểu Linh, chú Bảy là em ruột của ba đây hả, ông Võ Văn Ngoan. Nó là bé này là bữa đó nó là theo em để tranh giành tài sản nên từ nó luôn và nhận con của bà Kim Tho. Con của bà Kim Tho là bên của ông Hàn Quốc nào á, nhận nó là con của ổng, là con ruột của ổng, lo cho thằng đó. Nó là con ruột tại sao không lo? Rồi tất cả những người trong nhà lợi dụng danh tiếng của ba em để quyên góp hết từ này đến kia, em chẳng hề biết cái gì. Em chỉ biết một chuyện là lúc đầu là cô Dân Tiên ở bên Mỹ có nói là khán giả muốn quyên góp cũng như là thương ba, là mỗi người một cục gạch vậy đó, lại là gửi về là em biết. Là em biết thì em lúc đầu cũng thôi thấy mấy cô mấy bác rồi cũng thương ba thôi, vậy trường mình cũng nhận để cho các cô vui thì em cũng đồng ý việc đó. Và cũng biết được là 5.000 với lại 110 triệu tiền Việt Nam là ông Sạc Thành đang giữ rồi. Tiền cũng điếu lúc đầu thì có em và bơm lên kiểm soát ghi lại đếm thì cũng được là gần khoảng 600. Rồi tiền đó mấy tiền đó thì cô Sáu và Hồng Phượng giữ 1.000 mấy đô hả? Là sau cùng là 1.000 mấy đô ở trong tủ của ba em ở trong phòng, mở ra 4.200 thất thứ ba thì thất thứ ba là 21 ngày của ba lên mở thì còn nhiêu đó thì Hồng Phượng và cô Sáu vẫn giữ. Đây không giữ gì hết. Em không hề giữ gì hết và cũng không hề biết được từ lúc mà thất đầu đến 49 ngày của ba, hoàn toàn không biết gì hết. Và sao em cũng muốn giống như là khán giả gần xa nào đã quyên góp số tiền đó đến cho ông Sạc Thành hoặc những người trong nhà từ bữa giờ tìm đến những người đó lấy tiền lại giùm em. Em không muốn ba em phải mắc nợ, tại vì lúc mà ba em sống á, bệnh á, chưa hề đứng lên tiếng là quyên góp để chữa bệnh, mà đến bây giờ ba nằm xuống ổng đến nhà ổng quay cái bàn thờ để ổng kiếm tiền, ổng ăn trên xác của ba em. Em nhờ mọi người chia sẻ động cho em. Dạ. Từ đầu đến giờ tiền bạc cũng biến rồi, tất cả còn là làm chuyện đã rồi đặt trước đem rồi nói với em thôi. Em như một người mù, em không biết gì hết. Rồi mượn người này người kia nói xấu em đủ điều, trong khi đó ủa em cũng là một thành viên trong nhà vậy. Ví dụ như bây giờ coi là em là con nuôi đi, nhưng mà em cũng là con của ba em trên mặt giấy tờ. Ừ, em là đủ quyền xác định, có biết ngày gì hết. Từ giờ hỏi người nhà thì ai cũng nói là không biết luôn, cả cô Sáu, Hồng Phượng, như là chị Nga đó là người nhà trong gia đình mà nó không biết. Em không biết thì em mới hỏi, mà giờ người ta cố tình ta giấu. Chị Vũ Linh sẽ chia sẻ, lo không chia sẻ. Cứ đổ thừa là qua duyên, cứ đổ thừa là qua duyên, không thông báo ngày đắp mộ. Làm sao mà tại qua duyên được? Thì giờ em không có vô gặp qua duyên. Em đâu có gặp qua duyên được. Nhưng mà qua duyên người ta chỉ nói là nói chuyện với người đứng tên hợp đồng.
là Hồng Phượng với lại cô Sáu. Còn em lên thì người ta không nói chuyện. Bây giờ em lên em hỏi gì giờ? Ai trả lời em? À, chị Hồng Loan ơi, hồi nãy thì cũng thấy chị bức xúc với lại anh Lê Tuấn bức xúc với vấn đề đó, thì chị với lại Vũ Linh có thể anh Sử. Anh Sử. Còn bằng gì nữa anh Sử? À, đó là chú kêu, em kêu bằng chú Sử, là cũng em bà con của ba luôn. Vậy ha. Ừ, là đều nói sự thật, biết rõ về chuyện trong gia đình. Bây giờ Loan nó nói là cái mộ là hồi nãy em bé Nga cũng có nói là cái mộ là gia đình đã làm việc rồi thì sẽ trước 100 ngày, trước 100 ngày thì thật sự bé Loan cũng bức xúc là tại vì khi mà bé Loan có ghé văn phòng ở ngoài viên làm việc thì không ai trả lời bé Loan đó. Thì cái đó là cũng là cái nguyên tắc của người ta, bởi vì người nào làm hợp đồng thì người ta sẽ trả lời người đó. Cô ơi, Phương đưa cái giờ mình ra tới quốc lộ rồi. Thì cái hợp đồng là chị Loan hoàn toàn không có biết gì hết. Không biết gì hết. Nói chung là Hoa Duyên là Hoa Duyên sẽ không trả lời cho chị. Bây giờ hỏi chị quá cái mộ khi nào xây thì chị cũng không biết. Nhưng người đứng tên là ai chị Loan? Nhưng mà gia đình có cho em biết người đứng tên là ai, người đứng tên hợp đồng là ai? Hoa Duyên nói là đứng tên là Hồng Phượng. Phương ơi, Phương. Phương à. Đây mình có sóng không? Dạ không có sóng, có 4G. 4G mình nổi. Dạ cơn mưa lớn cũng mới vừa tạnh. Nhiều nó mới lớn. Ờ, mưa vừa lớn lắm cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái lỗ. Hôm nay Loan cũng muốn lên đây là tính chính cho anh Vũ Luân là về chuyện BH. Bản hợp đồng này là do cái ba Loan mất á, là ngày 5 tháng 3 năm 2023. Bản hợp đồng này do Hồng Phượng ký là ngày 6 tháng 3. Đây có chữ ký của bên Hồng Phượng và bên BH, có mộc đỏ đàng hoàng của công ty nha. Dắt xe ngược xuống đổ về, toàn bộ đều là Hồng Phượng đem về, trong khi đó gia đình không một ai biết và em và con cũng không biết được gì. Bây giờ nói BH thì phải nói rõ ràng thế này. Hôm nay Luân cũng có nghe những cái thông tin ở trên mạng là nói là Luân mà nhất là cô tác giả Dân Tiên và cậu Sạc Thành là hai cái người cố tình đem truyền thông lên để phá Luân, có nghĩa là cho Luân là một cái người mà tự động quyết định đem BH vào cái đám tang của ba. Nhưng mà thật sự ra hôm nay thì có mấy anh YouTuber và trên mạng đã biết hết những cái thông tin là Luân không phải là người tự quyết định đem vào. Luân không phải là cái người quyết định đem vào. Bên A anh B rõ ràng. Chị cầm rõ tụi em chụp là có chứng cứ, có mặt đỏ là được rồi chị. Rồi, các bạn từ xa chụp đi. Không phải đem vào. Mà bên thì luôn có liên hệ hệ với bên Hồng Phượng đó, là nói Phượng ơi, tại sao con Dân Tiên với lại Sạc Thành lên chửi Luân, là nói Luân là cái người tự đem cái truyền thông vào trong cái đám tang của ba. Thì Hồng Phượng mới nói là ngay cả em cũng là cái người bị nạn, mà Luân không biết nạn gì.